Lấy cảm hứng thiết kế từ nước, gió và các tác phẩm nghệ thuật, Pagani Horatio đã tạo ra một trong những sản phẩm thành công nhất trong lĩnh vực siêu xe, chính là chiếc Pagani Huayra PC. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì Phương Uyên xin mời quý vị cùng tìm hiểu về mẫu xe được mệnh danh là thần gió này. Pagani là một trong những thương hiệu siêu xe hàng đầu thế giới, thành lập vào năm 1992 tại thành phố Modena, Italia. Với số lượng nhân viên chỉ khoảng 60 người, đa số đều là những kỹ sư đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất siêu xe. Những chiếc xe của Pagani khiến người ta mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi ngoại hình bắt mắt cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, đủ để làm hài lòng bất cứ tín đồ tốc độ nào. Người thiết kế những chiếc xe vận hành dây chuyền sản xuất Pagani không ai khác chính là Pagani Horatio, một người sinh ra để làm được những điều đặc biệt. Và một trong những điều đó chính là việc cho ra đời Pagani Huayra PC, mang tên một vị thần gió trong truyền thuyết. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ gió, nước và các tác phẩm nghệ thuật của Leonardo da Vinci. Pagani Huayra PC là bản nâng cấp của chiếc Pagani Huayra. PC là tên viết tắt của tỷ phú Ukraine Benny Caiola, là người bạn của Horatio, đồng thời cũng là khách hàng đầu tiên của hãng từ những ngày mới thành lập. Chiếc xe này được đặt tên với mục đích để tri ân vị khách đầu tiên của mình. Xe trang bị mâm thép 7 chấu 20 inch ở bánh trước, 21 inch ở bánh sau, kết hợp phanh cuốn carbon ABS do Brembo cung cấp. Bánh xe sử dụng bộ lớp P0 Corsa được thiết kế độc quyền để tăng độ bám đường. Đuôi xe trang bị một cánh gió lớn, cản trước carbon vươn dài ra phía trước, có cánh gió khí động học giúp xe tăng tốc nhanh hơn, cùng đèn led sương mù. Bộ khung gầm liên khối Mono không khí được làm bằng cổng kim carbon titan nhằm giảm trọng lượng và đảm bảo cho chiếc xe giữ được kết cấu vững chắc trong mọi tình huống. Cửa được thiết kế mở kiểu cánh chim woodwind. Đối với phiên bản Huayra PC mới, Pagani đã dùng hỗn hợp composite để tạo nên phần vỏ xe. Loại vật liệu này nhẹ hơn 50%, cứng hơn 20% so với carbon thông thường. Nội thất của xe lấy đen và đỏ làm tông màu chủ đạo, toàn bộ tắp lô được làm từ carbon, ghế và vô lăng được thiết kế thể thao, bọc da Alcantara cao cấp theo phong cách đặc trưng của Pagani. Các mặt đồng hồ số và cơ do các nghệ nhân Thụy Sĩ chế tác, ở giữa là một màn hình nhỏ cùng bảng điều khiển cảm ứng trung tâm. Pagani Huayra PC sử dụng động cơ V12 6.0L Twin Turbo do Mercedes-AMG cung cấp, đạt công suất tối đa 789 mã lực, mô men xoắn cực đại 1.100 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 7 cấp, do đó xe có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 395 km/h. Chiếc xe còn có khả năng tự thay đổi hệ số cản gió để đảm bảo độ cân bằng và bám đường tốt nhất nhờ hệ thống cơ bản điện tử ECU. Để cho ra đời một chiếc Pagani Huayra PC hoàn chỉnh, hãng đã sử dụng 1.400 chiếc bu lông bằng titan với mức giá khoảng $112,000, sắp xỉ một chiếc Jaguar XJR. Bộ vỏ có giá khoảng $152,000, tương đương một chiếc Nissan GT-R hay Mercedes AMG S65. Bộ gương chiếu hậu cũng đã lên tới gần $7,000 và bộ giá để hành lý có giá sắp xỉ $20,000. Sự tinh tế của Pagani không chỉ thể hiện ở nội ngoại thất mà còn nằm ở chiếc chìa khóa trông như một chiếc Huayra PC thu nhỏ. Chỉ riêng chiếc chìa khóa này cũng đã tiêu tốn hơn $1,000. Pagani cho biết chỉ sản xuất đúng 20 chiếc Huayra PC trên toàn thế giới. Khách hàng có thể tùy chọn màu nội ngoại thất cho chiếc xe của mình. Tuy được chào bán với mức giá rất cao là $2,5 triệu, nhưng tất cả chúng đều đã nhanh chóng tìm được chủ nhân.